Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng, ngày 24 tháng 11 năm 2021, giờ Houston. Thưa quý vị, trong mấy ngày qua, thăm dò dư luận từ cánh hữu cho đến cánh tả. Cánh hữu như Fox News và cánh tả như USA cho biết rằng Tổng thống Joe Biden và nữ phó Tổng thống Kamala Harris bị tụt điểm ủng hộ một cách rất trầm trọng. Nó đã rơi xuống dưới đáy. Họ cho rằng nữ phó Tổng thống Kamala Harris chỉ còn khoảng có 37% ủng hộ. Và họ chống đối cách bà ứng xử về di dân ở biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Và họ cũng không ủng hộ Tổng thống Joe Biden lắm là vì họ không biết khả năng nhớ và tuổi tác của Tổng thống Joe Biden có nhiều cái nói trước quên sau. Nên là số điểm của Tổng thống Joe Biden tụt cũng không thua kém gì, chỉ còn có khoảng có 39%. Không biết có phải vì lý do này hay không mà các giám đốc truyền thông của Phó Tổng thống Kamala Harris và của Tổng thống Joe Biden từ gọi là Tòa Nhà Trắng cánh Tây và Tòa Nhà Trắng cánh Đông về truyền thông đều xin từ chức hết. Trước tiên là Tòa Nhà Trắng cánh Đông về truyền thông là cô Ashley Etienne. Cô nói rằng là cô xin từ chức để cô về vào tháng 12 này làm một việc cá nhân, đeo đuổi cá nhân vậy thôi. Rồi sau đó thì lại cô Emma Riley là đặc trách về truyền thông ở cánh Tây cũng lại tuyên bố là tôi cũng từ chức. Thôi tôi bây giờ tôi đi về, tôi qua Bộ Lao động tôi làm. Tôi có cái Bộ Lao động nó có một số cái ảnh hưởng đặc biệt lo về vấn đề mà cái số tiền mà đã được thông qua đó là đạo luật Build Back Better America đó, thì nó có số tiền ngân sách đó thì tôi qua bên Bộ Lao động. Thì truyền thông của nước Mỹ, thưa quý vị, họ đang theo dõi, họ đặt nghi vấn không hiểu rằng có phải vì thấy Tổng thống Joe Biden và nữ phó Tổng thống Kamala Harris không được ăn điểm nữa nên hai người này bỏ chạy trước à? Hai người này bỏ chạy à? Đó là sự suy nghĩ của một số cơ quan truyền thông, thưa quý vị. Họ cho rằng là có thể là hai người này cảm thấy ở lại đây mà cứ phải đối phó với vấn đề trả lời và truyền thông trả lời, thấy rằng là tụt điểm mà những câu hỏi trả lời không xong cho nên thôi chắc đi cho chắc ăn. Thưa quý vị, như vậy đó, cả hai người vào trong cái chức vụ này chưa tới một năm. Chưa tới một năm. Thì cũng có nhiều người họ nói rằng là ôi, hồi mà thời kỳ của cựu Tổng thống Trump á, người ta vua, người ta ra vài tháng hay năm á, thì nhiều người đã lên tiếng là Tổng thống, lúc ấy là Tổng thống Donald Trump mất uy tín nên các nhân viên bỏ đi. Thì đây cũng là một hiện tượng là các nhân viên của Tòa Nhà Trắng, hai người lo về vấn đề truyền thông, một bên là cánh Tây, một bên là cánh Đông, cũng bỏ đi. Tôi thì cho rằng đó là một chuyện bình thường. Vì sao? Khi mà những người trẻ như vậy, họ làm việc, họ muốn lấy cái resume đẹp thì ôi tôi đã từng làm truyền thông, bộ trưởng bộ truyền thông của Tòa Nhà Trắng, không để vào trong resume, làm thời gian năm đủ rồi để tìm một chỗ khác có cơ hội có tiền hơn mà đi lên chứ, chuyện bình thường đối với tôi. Nhưng mà có những người bình luận thì họ cho rằng nó không phải chỉ có vậy, mà những người này chắc là mất niềm tin nơi Tổng thống và nữ phó Tổng thống, khó khăn khi trả lời với quần chúng. Còn tôi, thưa quý vị, như tôi nói, góc nhìn của tôi,
Góc nhìn của tôi đây là những người trẻ khi thấy rằng không có được suy thuận thì tìm con đường khác để đi lên là một chuyện bình thường. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.